Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà do Mắt Home chúng tôi trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Nguyễn Văn Chuyên ở Lê Lợi, Gia Lộc, Hải Dương. Tôi đã sử dụng Mắt Home và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Home. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Home đẳng cấp vượt trội. Mắt Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi mà chúng ta đến tham quan căn nhà của anh Chuyên thì cũng như thường lệ, Nhật An sẽ nói lại về kênh YouTube của Mắt Home và Nhà Đẹp Mắt Home nhé. Đây là hai kênh YouTube chính của chúng tôi và hiện tại thì với sự ủng hộ của tất cả quý vị, kênh YouTube Mắt Home đã vượt hơn 100.000 lượt đăng ký và đã đủ điều kiện để nhận được nút bạc. Còn kênh Nhà Đẹp Mắt Home thì đã vượt 1.000.000 lượt đăng ký và đủ điều kiện để nhận nút vàng rồi quý vị ha. Và phải nói là YouTube là một cầu nối tuyệt vời giữa tất cả quý vị với Mắt Home. Nếu như trước đây thì chúng ta muốn thiết kế ngôi nhà nào đó, chúng ta phải tìm đến tận nơi của kiến trúc sư để chúng ta xem mẫu nhà. Còn bây giờ với thời đại mà mới rồi, cho nên là quý vị có thể ngồi tại nhà của mình mà xem qua kênh YouTube của Mắt Home thì cũng thấy rất là nhiều những mẫu nhà để mình có thể lựa chọn được một mẫu mà quý vị yêu thích. Và nếu như quý vị vẫn muốn xem nhiều hơn những mẫu nhà của Mắt Home, có thể kéo qua nhiều nền tảng khác. Ví dụ là Facebook nè, là có Nhà Đẹp Mắt Home, kênh TikTok Nhà Đẹp Mắt Home, hay website riêng của chúng tôi là thiết kế thi công trọn gói.com. Và hiện tại thì Mắt Home vẫn đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, như là chúng tôi sẽ hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và giảm 10% phí thiết kế khi ký kết hợp đồng online. Cho nên quý vị nào có nhu cầu thì nhớ điện thoại lên và alo ngay đến những số hotline của Mắt Home, nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất nhé. Trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay, đó chính là ngôi nhà của anh Chuyên ở Gia Lộc, Hải Dương. Thì An sẽ cho quý vị xem qua về ngôi nhà này để quý vị thấy là ngôi nhà này có gì đặc biệt không nhé. Với ngôi nhà của anh Chuyên ở đây thì nếu như quý vị chúng ta chỉ nhìn từ góc độ từ mặt tiền ta nhìn vào thì nhìn sơ qua ta cũng chưa thấy gì quá nổi khác biệt đúng không nào. Ta vẫn nghĩ đây là một ngôi nhà vườn một tầng với thiết kế là mái thái. Tuy nhiên nếu quý vị nhìn qua phía mặt bên của căn nhà, quý vị sẽ phát hiện ra ngay đây là một ngôi nhà được thiết kế theo hình dạng, đó chính là hình chữ L. Nó khá là khác so với nhiều mẫu nhà vườn mà Nhật An đã từng giới thiệu đến quý vị ha. Những mẫu nhà vườn khác hoặc là hình vuông hoặc là hình chữ nhật, chứ chúng ta chưa thấy hình chữ L bao giờ. Còn ở đây với mẫu nhà này, cái phần sẽ có cái phần nhô ra như thế này và nó sẽ là hình dạng của chữ L. Vậy thì những cái mẫu nhà chữ L nó có gì khác biệt so với những ngôi nhà thông thường? Thì nhà chữ L đó quý vị thì nó sẽ có thể xây trên nhiều hình dạng đất khác nhau, phù hợp đa dạng phong cách thiết kế, giúp tiết kiệm diện tích, tận dụng tối đa diện tích đất. Và nhà chữ L thì một cái đặc trưng của nó luôn nhé, là luôn luôn có một cái khoảng sân vườn, cho nên là mang đến không gian vui chơi thư giãn, có thể bố trí sân vườn, gara ô tô, sân chơi trẻ em, bàn trà ngoài trời v.v. Nhiều cách để quý vị có thể bố trí khác nhau. Ví dụ là với ngôi nhà của anh Chuyên ở đây, quý vị sẽ thấy là ngay cái khoảng giữa này nè, chúng ta còn đang để trống. Và cái khoảng này thì đó, như em nói, có thể bố trí nhiều cách khác nhau. Có những gia đình họ có thể là làm thêm một cái khoảng này để chúng ta có thể đổ xe ô tô chẳng hạn, hoặc có gia đình họ có thể làm cái khu để vui chơi cho trẻ nhỏ trong nhà luôn. Thì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của từng gia chủ khác nhau nhé. Và tuy là được thiết kế hình chữ L nhưng mà ngôi nhà vẫn mang đầy đủ những cái vẻ đẹp của một căn nhà vườn mái thái thông thường mà Nhật An hay giới thiệu. Ở đây phần mái thái ở bên trên thì chúng tôi sẽ lợp ngói Fuji có màu xanh dương đậm. Và mái thái thì cái loại mái nó quá là quen thuộc đúng không nào. Mái thái thì nó sẽ rất hợp với những gia đình mà họ quan tâm mặt phong thủy đó quý vị, bởi vì mái thái nó sẽ giúp chúng ta tránh được hiện tượng tích tụ hung khí cho căn nhà. Ngoài ra thì mái thái với cái chiều cao đặc trưng nó sẽ giúp ngôi nhà trông cao ráo thu hút hơn, và
cũng nhờ chiều cao này mà nó sẽ giúp chống nóng và chống dồn nước mưa một cách tốt nhất. Ngôi nhà này thì vì sao anh lại kết luận nó là phong cách tân cổ điển? Bởi vì ngay khu vườn mặt tiền quý vị cũng thấy là có một cái kiến trúc vòm, một cái đường cong ngay khu vườn mặt tiền hay là một cái điểm nhấn. Ở bên dưới thì chúng tôi sẽ làm những cái thức cột. Ở đây là thức cột, nếu nhìn kỹ quý vị thấy là cái đầu cột nó khá là cổ kỳ thì nó sẽ tượng trưng cho thức cột là Corinthian. Có những cái đường kẻ chỉ trong chiếc cột tròn rất là bắt mắt. Ở bên dưới là trụ vuông. Người đen nó sẽ tượng trưng cho cái câu nói là trời tròn đất vuông ha. Đây là cũng là hai cái yếu tố cấu thành khá là quan trọng của một ngôi nhà. Tiếp theo sẽ nói về vật liệu và màu sắc. Thì cái nhà này đa phần, em nghĩ là 80% của ngôi nhà là được sơn màu trắng. Đây là cái tông màu chủ đạo. Ở phía bên trên một chút xíu thì chúng tôi sẽ sơn màu kem nhạt. Còn lại thì chúng tôi sẽ ốp lát. Ví dụ là cái phần dưới chân tường á, thì chúng tôi sẽ ốp, bên dưới là ốp đá chẻ có màu ghi. Rồi một số khu vực thì chúng tôi sẽ ốp gạch inox. Cho nên là về tổng thể căn nhà sẽ tạo nên cảm giác khá là bắt mắt. Một chi tiết nữa của căn nhà cũng muốn nói đến, đó chính là khu vực cửa chính. Và cái cửa ở bên cái hình, cái khuôn viên hình chữ L này quý vị thấy không ạ, cũng còn một cái lối cửa nữa. Đây cũng là cái điều khác biệt. Bởi vì đa phần trước nay chúng ta thấy là những cái căn nhà đa phần người ta tập trung cho khu vực cửa chính thôi. Là thường là một cửa thôi, còn cửa hậu nó sẽ đơn giản hơn hoặc cửa mặt bên nó đơn giản hơn. Còn ở đây cả hai cái ô cửa nó đều được thiết kế lộng lẫy như nhau. Và ở đây chúng tôi sẽ làm đó chính là cửa thép được sơn giả gỗ. Nó khác với những cái cửa gỗ thông thường. Và thép sơn giả gỗ thì nó cũng với cái sự phát triển của hiện đại công nghệ ngày nay thì em nói thật nha, nếu mà chúng ta nhìn sơ qua, ta không tìm hiểu quá kỹ hoặc ta không đến chạm trực tiếp vào cái cửa thì quý vị cũng không nhận ra đây là cửa thép sơn giả gỗ rồi ạ. Nhìn nó cũng rất là thật và nó cũng rất là giống gỗ ha. Còn lại thì hệ thống cửa trong nhà như là cửa sổ chẳng hạn thì chúng tôi sẽ làm cửa nhôm hệ Silva kết hợp kính để lấy sinh khí ánh sáng vào bên trong. Đó chính là về tổng quan của hình vẽ 3D của căn nhà anh Chuyên. Bây giờ sẽ cho quý vị xem về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà anh Nguyễn Văn Chuyên nhé. Đầu tiên là mặt bằng định vị công trình. Thì quý vị sẽ so sánh, quý vị thấy là những khu vực mặt tiền với hoa tiêu của chữ B, ta sẽ nhận ra là nhà anh Chuyên sẽ nằm ở hướng Nam. Và nếu nói kỹ hơn, đó chính là hướng Đông Nam. Còn từ phía mà gọi là mặt tiền mà tay đi ra đến phần cổng phía trước, nó rất là gần quý vị ơi, chỉ tầm hơn 1 mét thôi, khá là gần ha. Và phần trục đường giao thông cạnh bên nó cũng nằm sát với căn nhà luôn. Đây cũng là thiết kế khá là hợp lý. Tiếp theo đó chính là mặt bằng nội thất. Thì căn nhà này sẽ có chiều dài là 14,46m, chiều rộng là 12,52m. Và từ đó anh tính từ diện tích sử dụng là rơi vào tầm khoảng 130m2. Về công năng thì chúng ta sẽ bố trí là một phòng khách, một khu vực phòng thờ, bàn thờ nè, một khu vực phòng ăn và bếp để được tách ra riêng nhé. Rồi có thêm 4 phòng ngủ, có một nhà vệ sinh, có hai nhà vệ sinh chung. Đó là tổng quan về thiết kế của căn nhà anh Chuyên. Căn nhà sẽ có hai lối cửa, một cái lối cửa sảnh chính và một lối cửa sảnh phụ đi vào bếp. Thì hai lối cửa này sẽ giúp ngôi nhà luôn luôn thông thoáng và mát mẻ hơn. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt đứng của ngôi nhà. Ở đây sẽ chọn mặt đứng trục AD để thứ nhìn từ mặt tiền căn nhà nhìn vào. Từ cos 00 lên đến đỉnh mái là 8,2m. Từ cos 00 là sàn của tầng 1 lên đến sàn mái là 4,2m. Ngược lại từ cos 00 xuống ngược lại sân là 75 cm. Tương ứng với 5 bậc thì 75 chia 5 thì ra là 15. Ở đây thì quý vị có thể thấy là cái chiều cao từ sàn cho đến cái trần mái nó rất là cao, nó khoảng 4,2m. Thông thường những căn nhà mắc hôm thiết kế là 3,9m là cũng cao rồi. Còn đây là 4,2, nó cao thêm một đoạn nữa và nó sẽ khiến cho chủ nhân căn nhà khi sinh hoạt bên trong sẽ cảm giác rất là thoải mái, thông thoáng. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt cắt của căn nhà này. Quý vị nhìn giúp em cái mặt cắt AA nhé. Với mặt cắt này quý vị sẽ thấy ở bên dưới đó chính là những cái chi tiết cửa ở trong nhà có 2m7 nè. Ngoài ra thì cái sàn mái quý vị thấy không ạ, chúng tôi sẽ đổ bê tông cho nên là có màu đen đậm. Khi mà chúng ta thi công là chúng ta sẽ đổ bê tông
cho cos áp mái, sau đó rồi xây tường thu hồi, gác vị kèo, lợp ngói. Đây là phương pháp thi công tốt nhất cho các dạng mái nhà. Bởi vì nó sẽ, thứ nhất là nó có, đây là cái sàn ta đổ bê tông cho nên rất là chắc chắn, nó sẽ giúp chống trộm một cách tốt hơn, cũng như là chống dồn nước mưa này, chống nóng tốt hơn hẳn so với việc quý vị chỉ làm một cái trần thạch cao giả. Thì cái điều này tùy thuộc vào khả năng tài chính cũng như là cái mong muốn của từng gia đình khác nhau. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem đến một bản vẽ cũng rất cần thiết cho mỗi căn nhà, đó chính là bản vẽ chi tiết cửa đi D1. Đây chính là cửa chính của căn nhà ha. Cửa chính thì em luôn nói rồi, nó đóng vai trò khá là quan trọng, bởi vì nó sẽ luôn luôn là cái nơi mà chúng ta ra vào, đúng không nào? Cho nên là về vấn đề thiết kế cũng cần phải quan tâm. Ở đây thì quy cách là cửa đi 4 cánh mở quay, chất liệu là cửa thép sơn giả gỗ, kính an toàn 8,38mm, kích thước là 2700x2700mm và số lượng là 1 bộ. Và như cái cửa này thiết kế đó quý vị, thì thật sự là 4 cánh chúng ta đều có thể mở ra hết. Nhưng thật sự nếu mà trên thực tế chúng ta hay sử dụng á, thì quý vị để ý đi là đa phần nha, chúng ta chỉ mở hai cái cánh ở bên trong thôi, còn hai cái cánh phía rìa bên ngoài thì gần như là chúng ta ít khi nào mở ra đó. Đôi khi là nhiều gia đình là An thấy là họ cố định ở đó luôn. Cho nên là nếu mà chúng ta tính về kích thước thông thủy thì quý vị có thể chúng ta chỉ cần lấy cái phần ở bên trong, bởi vì đây là cái nơi thật sự là đa phần mà chúng ta đi ra đi vào, đúng không nào? Thì ở đây là con số nó sẽ là 1610. Thì An sẽ nhập vào một công cụ rất là hữu ích, đó chính là thước lộ ban. Thì An sẽ nhập vào thiết kế thi công trộn gói.com nè, vào website riêng của Mark Home, chọn thước lộ ban và nhập con số là 1610 vào đây. Thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ vào cung phát đạt, nằm trong khoảng quý nhân, đây là khoảng tốt. Gặp khoảng này thì gia cảnh được khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Quả thật thì với những thiết kế của Mark Home, đặc biệt là cho cửa chính, thì chúng tôi sẽ cố gắng nhất để có thể thiết kế nó hợp với phong thủy nhất có thể quý vị nhé. Tiếp theo sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà anh Chuyên. Thì dựa vào mặt bằng móng có thể thấy là nhà anh Chuyên sẽ xử lý ở đây, đó chính là móng băng bê tông cốt thép. Về móng băng thì nếu mà chúng ta phân loại theo là gọi là chất vật liệu để mà chúng ta làm, thì móng băng sẽ chia làm hai, một móng băng gạch, hai là móng băng bê tông cốt thép. Và đa phần với những thiết kế của Mark Home thì sẽ lựa chọn móng băng bê tông cốt thép nhé, để cho nó cứng cáp hơn, nó chắc chắn hơn. Còn nếu chúng ta phân chia theo độ cứng á, thì sẽ có móng băng cứng nè, móng băng mềm, móng băng hỗn hợp. Nếu chúng ta phân chia theo phương vị sẽ có móng băng một phương, móng băng hai phương. Đó chính là về một số cách để mà chúng ta phân chia về móng băng. Tiếp theo anh sẽ mở hồ sơ điện nước của nhà anh Chuyên lên và anh sẽ đọc mặt bằng bố trí ổ cắm internet của tầng 1. Thật sự cái việc bố trí ổ cắm trong nhà nó đòi hỏi là chúng ta phải tính toán về những cái vị trí các vật dụng nội thất. Ví dụ là trong phòng khách đi thì nơi nào chúng ta đặt tivi, tivi thì cần có điện đúng không nào, thì chắc chắn là ở đó phải có một ổ cắm rồi. Hay là trong phòng bếp, nơi nào chúng ta đặt tủ lạnh, rồi trong phòng ngủ thì nơi nào chúng ta đặt bàn học, rồi những cái vị trí cần thiết khác. Nói chung là chúng ta phải tính toán, và những điều này kiến trúc sư họ sẽ tính thật là kỹ cho quý vị nhé. Và ở đây chúng tôi ký hiệu nè, cái ổ cắm đó chính là cái phân nửa của cái hình tròn này, quý vị thấy không ạ? Được tô đen này ha. Và chữ H bằng 0,4m, tức là cái chiều cao của ổ cắm cách sàn là 0,4m. Cũng rất là đơn giản và dễ hiểu. Và song song với những cái ổ cắm này thì chúng tôi sẽ chạy dọc những dòng cáp siêu PVC 1x2,5mm trong ống gen D20 sẽ chạy dọc khắp căn nhà. Và với những cái thiết kế của Mark Home á quý vị, thì chúng tôi còn sẽ tích hợp luôn cái bộ phát wifi này, những cái vị trí mà chúng ta tính toán sẽ phát internet cho cả gia đình sử dụng. Và cuối cùng anh sẽ đọc đến dự toán của nhà anh Chuyên. Ở đây anh sẽ đọc là bản dự toán chi phí điện nước nhé. Quý vị sẽ thấy ở đây ví dụ phần nước đi, phần thiết bị chúng tôi sẽ có bồn cầu Mark Home nè, chậu rửa lavabo Mark Home, vòi rửa lavabo Mark Home, vòi xịt cầu Mark Home, vân vân. Ở đây có đơn vị, khối lượng, đơn giá, thành tiền và ghi chú hãng sản xuất đầy đủ cho quý vị ha. Và bên dưới chúng tôi sẽ có ống và phụ kiện cấp nước sinh hoạt, ống và phụ kiện thoát nước sinh hoạt. Đã có cấp thì đương nhiên phải có tính đường thoát. Và thứ hai là có phần điện thì cũng đầy đủ các loại đèn hay là dây cáp hay ống luồng dây vân vân.
và dựa vào bản dự toán này thì gia đình có thể dự trù chi phí để cho ngôi nhà chúng ta có thể thi công một cách thuận lợi nhất. Vậy nên Nhật An vừa chia sẻ quý vị về mẫu nhà của anh Chuyên ở Gia Lộc, một mẫu nhà hình chữ L rất khác lạ. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này và muốn thiết kế tương tự thì cần ngại liên hệ ngay với Mark Home mình số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.